Vâng, để tiếp nối chương trình, mời các bạn, các anh, các chị, các em và các bạn về quê hương Vĩnh Phúc ạ. Anh đưa em về quê hương Vĩnh Phúc, dòng sông Hồng vẫn quần đỏ phù sa. Bao ngày rời xa quê, xanh nước đi trên con đê, ta nằm đi quê hương mình. Ôi đất trời bánh đi đâu, lúa vô xanh ngã trộn đi. Cảm ơn 20 trái tim đã của Phú ạ. Ngày mai dù có đi xa, lòng vẫn nhớ Vĩnh Phúc quê hương tôi. Đẹp biết bao những con người vẫn chọn đời quê chung một thoáng. Các anh, các chị, các em, các bạn ơi. Vâng, em xin cảm ơn các anh, các chị, các bạn rất là nhiều ạ.